đèn nó hư rồi con. Đứng sát sát vô con, đứng sát sát vô con. Công chúa, đứng sát sát vô công chúa. Công chúa Thiên Hương đó. Em, công chúa Thiên Hương của mẹ đó. Bé Hương con gỡ khẩu trang đi con. Có miệng gái mày đẹp sao lại che à? Tối nay là lấy này đăng TikTok mới được nha. Dạ. Nhớ gắn thẻ của hai đứa này vô nè. Bé này bữa hôm khóc nè phải không? Khóc hu hu nè phải không? Em ơi, một lát em nhờ ai với chúng ta chụp hình với nhau một bôi. Cái gì con? 50.000 một cái bao. Ừ. Mẹ chưa? Ok, cảm ơn con nha. Mẹ cầm cái em ơi, bây giờ mình nhờ ai chụp hình cho mình đi em.